ngoại rapper với những kinh nghiệm trong tình yêu của mình cũng sẽ làm tư vấn, làm ông mối, bà tơ, bà nguyệt dành cho từng người chơi. Chắc anh Hoàng rapper có nhiều kinh nghiệm cương cảm lắm đúng không? Đương nhiên anh sẽ sử dụng những bài hát của mình sáng tác. Anh hát liên tục, hát thế nào mà cổ chán cổ chịu không được phải gật đầu thôi. Anh nghĩ là hay đó mà không có giọng hát em. Ngoại, mình là một người con của miền Tây ở mảnh đất Tiền Giang, có một gia đình đặc biệt là có tới 2 người mẹ và 2 người cha. Mẹ ruột và người mẹ còn lại là? Đó là mẹ kế của em ạ. Tôi hát theo một cách rất khác và rồi tôi rap theo một cách rất gắt. Truyền hỏi Như ạ, Như thích người mẫu người đàn ông cao gần 1m8 và biết nấu ăn không vậy Như? Cái đó nghe giống như đang tả Thịnh vậy. Trời ơi vậy Thịnh ơi có ai lấy bằng keo bịt miệng. Ví dụ á mà anh cứ nấu ăn, anh nuôi em vậy em mập lên rồi sao? Mập thì ngủ ôm đã mà. Cho em hỏi hai bạn nữ là có ngại việc khi bạn trai của mình tiếp xúc với nhiều bạn nữ khác không? Buồn buồn mình để trong lòng rồi tối về mình nói anh ơi mốt anh có tập thì anh hạn chế tiếp xúc lại em không có được vui. Anh biết rồi. Anh nào vậy? Ông Thịnh. Wow, sát khí. Nhìn bạn rất là giống Sơn Tùng ha. Mình thì tướng nhỏ con, người ta hay gọi là một con sói. Con sói có thể ác nhưng có thể bảo vệ bạn. Bảo vệ bạn. Thật sự là bây giờ tim em nhìn em không biết bạn nào là Trang, bạn nào là Như, nhưng mà em nhìn bạn áo đen thì tim em hơi bị khó chịu, kiểu như nó lâng lâng khó tả. Đem có khó chịu không? Em xuống em gỡ giùm anh. Không được em ơi, Thật quá. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.